con thấy chạy này rất là vui, trường rộng và nhiều người. Các bạn ấy rất văn minh. Em thích nhất là hoạt động bóng rổ vì đội tuyển giúp em cao lớn. Nếu có cơ hội, em chắc là sẽ tham gia trải nghiệm này lần nữa. Cái trải nghiệm Sport Camp này vui, thú vị và rất hào hứng. À, đặc biệt là con rất thích chơi bóng rổ trong trại hè này thì các thầy cô rất là thân thiện với con, hướng dẫn là con chơi từng chút một ạ.